Dạ Lâm Phan Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Dạ kính thưa quý vị thì hôm nay cũng là mùng 2 Tết nguyên đán Tết của cổ truyền của người Việt Nam. Thì Lâm Phan Sài Gòn cũng không có gì hơn, cũng kính chúc tất cả các vị cùng toàn thể gia đình có một năm mới tràn đầy hạnh phúc, niềm vui và cả như là mọi sự được như ý. Dạ kính thưa quý vị thì cách đây khoảng là gần một tiếng thì tôi có nhận một cuộc gọi nó rất là gấp, đó là cuộc gọi của gia đình ven. Xin thưa quý vị, cái cuộc gọi này đó là cuộc gọi của chính những người thân của ven đã gọi đến tôi và cũng đã nhờ tôi chia sẻ cái vấn đề này lên cộng đồng mạng, cũng mong rằng tất cả các mạnh thường quân mà từ trước giờ đã là cái như là ủng hộ tiền cho ven và một số bà con khán giả cũng đã từng tôn thờ ven ở dưới một cái vỏ bọc gọi là một cô gái hành canh, thì để cho cái như có thời gian để mà tỉnh ngộ lại. Xin thưa quý vị thì tôi cũng đã có rất nhiều cái buổi trò chuyện với bà con liên quan cái sự việc này, thì cũng thông qua đó thì cũng có cái nội dung đó là sự việc là ven kể như là khi người nội chết thì ven không về để mà kể như là thắp một nén nhang. Thì cái vấn đề này thì tôi cũng đã có những cái bước xác minh ban đầu. Đó là thứ nhất đó, thì cách đây khoảng là 3 tháng, chung là từ cái thời điểm mà ven kể như là bùng phát ở cộng đồng mạng với cái thân phận là một cô bé hành canh, thì với cái kênh YouTube Đỗ Tâm đã đưa dì xấu của ven đến tại kể như là cái nơi bảo trợ, đó là nơi của cha ven đang sinh sống tại đó, và có được kể như là bà con cũng đang kể như là hỗ trợ để mà nuôi dưỡng cha ven tại đó. Thì tôi có nghe được cái vấn đề đó là cái như là chính miệng của dì Sáu Ven cũng đã thừa nhận rằng bà nội của Ven vẫn còn sống, thưa quý vị. Cho nên là vừa rồi tôi đăng lên một cái thước phim đã liên quan cái là cái đám ma của là nội của Ven đó, thì cái như là bên kia cũng đã có những cái gọi đáp trả lại nói rằng những thông tin đó là những thông tin không thật, nhằm mục đích là cũng để là bảo vệ cho những cái hành vi sai trái của Ven để mà len lỏi vào đó để trục lợi. Thì xin thưa quý vị thì cái quan điểm nói cái chi nó cũng phải có sách mắt cái chứng, thì tôi cũng nhờ tất cả các bà con đồng hành cùng tôi trong những cái buổi trò chuyện như thế này ha, và mời bà con nghe cái đoạn đầu tiên đó là cái vấn đề là ven từ lúc mà hành kinh đó, mà đây là hành kinh giả nha, thì coi như là cũng được kênh Độ Tâm tới để mà đưa dì xấu tới nơi mà coi như là cha ven đang coi như là ở đó, và có những cái câu từ là cái cũng đã khẳng định rằng nội của Ven còn sống, mà cái nội dung đã cách đây khoảng 3 tháng, có nghĩa là từ lúc mà Ven bắt đầu là nổi trội lên cái vấn đề gọi là một cô gái hành canh. Bà con nghe cái đoạn này nghe. Lời Phật thánh tiên không yêu thương hộ niệm các pháp chúng sanh thì không. Cũng là cái chiêu bài là khi mà đọc ra vấn đề đây nha quý vị. Đây là những cái thời điểm đầu tiên đó là Ven cũng đọc ra những cái vấn đề đó gọi là bài pháp bài đồ đó, nhưng mà đến lúc mà cái như là không thuộc bài không thuộc bài cũng là dừng lại xíu rồi cái như là cũng ấm ba la xí bà xồ, thì tại sao tôi cũng dẫn chứng lại cho quý vị để quý vị hiểu rằng là cái vấn đề đây đó là ngay từ đầu nó cũng đã có những cái gọi là đám ma mị, và ngay cả bây giờ đó gia đình của bên nội của Ven cũng đã có đặt một dấu hỏi rất lớn là tại sao lúc mà dì xấu của Ven vào cái như là chỗ trung tâm bảo trợ xã hội đó để mà thăm cha của Ven, thì đến bây giờ là cái như là riêng cả cái số tiền có hay không có, mạnh thường quân có gửi hay không, thì đến bây giờ vẫn là một con số bí ẩn đó. Thì gia đình của Ven cũng đang thắc mắc về vấn đề này, đó là gia đình phía nội nha quý vị, và cái như mời bà con nghe hết cái đoạn này và để thấy cái sự ma mị ở đây mục đích là gì, cũng trục lợi trên cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân. Cha Thiên Thơ nghe. Lời Phật thánh tiên không yêu thương hộ niệm các pháp chúng sanh thì không. Đó là câu thơ. Đến đó là bắt đầu là không thuộc bài, bắt đầu là cũng ấm ấm ư ư đó, chứ đâu cái gì đâu. Đây là một trong những cái nó ma mị mà bây giờ xin thưa quý vị là cũng có nhiều người vẫn còn u mê lắm quý vị. Đấy, gọi là u mê một cách là cái như là điên dại luôn đấy.
Nếu thật sự đầu năm thì mình cũng không muốn là dùng những câu từ nó hơi nặng, nhưng thật sự bây giờ còn bu theo ven nữa thì thật sự quá u mê đấy. Và bây giờ đây là cái nội dung giữa gì xấu của ven và cả như cái kênh YouTube Đỗ Tâm để mà tới để thăm cha của ven như thế nào. Bà con nghe cái đoạn này. À, chị Phen, dạ thì nhân đây em cũng sẽ cùng với chị Sáu để mà đi thăm cha của chị Phen nha quý chị cô bác. Dạ, chị Sáu ơi, thì cái chuyện mà bữa hổm con có nói chị Sáu là sẽ. Dạ chào chị đẹp gái Cúc Trần nha. Thăm cha của chị Phen đó, thì chị Sáu thấy sao thì sao? Thấy cũng rất mừng cho Mạnh Thường Quân đã. Một câu nói rất ma mị. Bây giờ chỗ gì xấu event á, với là kênh YouTube Đỗ Tâm tới chỗ cái trung tâm bảo trợ mà nơi mà cha của Ven được cưu mang ở đó. Thì gì xấu có một câu nói là bây giờ tới đó thì cũng rất mừng cho các Mạnh Thường Quân. Quý vị, mừng là mừng cha của Ven hoặc là gì xấu mừng, chứ không thể mà mừng cho các Mạnh Thường Quân được. Đó. Để tôi dẫn chứng hết đoạn đây rồi tôi sẽ đưa cái thức phim á, tôi đưa cái đoạn ghi âm mà chính em gái ruột của là cha của con Ven cũng đã có những cái bức xúc, và người em rể cũng bức xúc như thế nào, thậm chí đứa cháu gái cũng bức xúc ra làm sao. Cho nên để bà con cái như có một cái sự gọi cảnh tỉnh thật sự. Và đến bây giờ cái động thái mà cái gọi là cái như là pháp lý là người ta cũng đã có là cái như là có động thái rồi nha quý vị. Đấy, bây giờ cái như là ma mị mà đưa nguyên cả cái cửu quyền của người ta ra để người ta chửi đấy. Có lòng hảo tâm đến hỗ trợ cho ba bé Ven đó là một số tiền cũng rất lớn. Đây là một câu nói cũng là cái như là chụp mũ Mạnh Thường Quân luôn. Một số tiền rất lớn, nhưng số tiền đó là bao nhiêu? 1 triệu đồng. Và khi mà đến trung tâm á, chỉ giao cho ba của Ven là 400 ngàn thôi. Thế còn 600 ngàn là ở đâu đó, giờ gia đình của Ven cũng không biết luôn. Đấy, phía nội Ven không biết luôn. Một số tiền rất nhỏ mà bà con thấy không? Chỉ đưa người ta cho 1 triệu, nhưng tới đó đưa 600, 400 thôi. Còn 600 là bây giờ cũng là một ẩn số rất lớn. Đấy, gia đình Ven cũng đã liên lạc với tôi, cũng đã có những chia sẻ rồi. Và đây là chính là người cô ruột của Ven chứ quý vị. Người cô ruột của Ven, và bà con cũng đang nán lại một xíu thời gian để tôi chia sẻ cho hết. Rồi để cho cái bên kia đó, nó khỏi nói là bây giờ là cái như là cái sự việc là cái như là bà nội của Ven là thế này thế khác. Đã, bà nội của Ven là cách đây 3 tháng bà nội của Ven còn sống. Tại sao là qua những cái miệng của con Ven ở những cơ bên đó, nó nói bà nội của Ven là chết lâu rồi, chết hơn 1 năm rồi. Cái điều đây là có một sự rất ma mị. Và đây là những thức phim mà chính là dì ruột của Ven nói luôn. Đấy. Bây giờ nội của Ven còn sống thì bà cũng khuyên là các con các cháu nên tới thăm cha thăm nội thăm đồ, mà cuối cùng là cái như nó đâu có cái đâu. Và tất cả là cái như ở đây 1 triệu. Dạ. Hiện tại bây giờ thì con và dì Sáu sẽ đi thăm cha của chị Ven ha. Dạ. Dạ thì nếu như mà mấy cái chuyện hồi đó giờ là dì Sáu còn để trong bụng không? Chuyện quá khứ bỏ hết rồi. Dạ. Bây giờ là giờ chỉ cái tính chuyện hiện tại thôi. Đúng rồi, quá khứ bỏ hết rồi chứ giờ hiện tại Mạnh Thường Quân quan tâm chú ý mà. Đấy, thì tới cái như là gọi là một người rộng lượng xíu. Đấy, mà cái liên tục lên cộng đồng mạng là nói là cái như là cha của Ven là bạo hành đến mẹ Ven phải là chết. Đấy, nhưng thật sự ra đó thì đây là cũng một trong những cái gọi là cái như là đánh một vố phủ đầu luôn. Đấy, và bây giờ nói là cái chuyện quá khứ thôi cho quên đi. Bây giờ là tập trung tới vấn đề hiện tại. Hiện tại là chi? Hiện tại là Mạnh Thường Quân đang quan tâm cái gia đình này. Đấy, đang quan tâm phía ngoại của Ven. Đấy, cho nên dì Sáu bây giờ song sái lắm quý vị. Tới tận cái như là cái chỗ mà cái như là bảo trợ xã hội để mà thăm cha của Ven luôn. Đấy, mà trước á, có những thứ phim trước bà con thấy rồi. Là liên tục là giống như là cái như nước với lửa, đâu có ưng ưa gì cha của Ven đâu. Nhưng tại sao hôm nay lại là dưới cái sự mà đưa cái dẫn dắt của kênh Đỗ Tâm lại tới thăm cha Ven một cách là cái như là như thế. Cho bà con tiếp tục nghe những cái đoạn này. Thì tôi thì là em vợ, tại ổng bảo hành chị tôi quá, rồi sau khi chị tôi mất thì tôi không có quan tâm tới ổng, nhưng mà về làm gì là lúc nào cũng về vậy. Bà con nghe cái đoạn này nha, cái đoạn đây là khẳng định rằng đó là cái thời điểm quay phim này là bà nội của Ven còn sống. Bà nội của Ven là lúc đó đang bệnh và nằm một chỗ mắc mù lòa. Đấy, dưới cái sự mà nuôi nuôi của là một người em ruột của cha Ven, đó là cô thứ ba đó,
Con cháu khuyên, nói tụi mày đi làm ở đâu xa thì chuyện của tao thì không có liên quan tới tao này. Mày là con, tụi mày là con thì tao mình cũng cân nhắc thì về thăm bà nội này nữa. Bà nội này còn nó thì cứ đi thăm, thì mà bà nội ngày mất rồi thôi. Chứ còn mấy chú mấy chị. Đấy bà con thấy không? Thăm ba mày và thăm bà nội mày nữa, bà nội mày vẫn còn. Khi nào bà nội mất thôi mà dễ chi con ve nấy được, bây giờ nó được cái như mạnh thằng quân tôn sùng rồi. Dễ chi mà nó cho cái như là có một chút gọi là cái ân tình với bà nội. À, bà con nghe lại đoạn này. Đó bà con nghe rõ nha, bà con nghe rất rõ là cái như là dì Sáu cũng đã có những cái lời ở trong cái kênh YouTube Đỗ Tâm là cái như cũng đã là khuyên cái như là con ven đó là phải đi cái như là thăm bà nội vì bà nội vẫn còn chứ không phải bà nội mất, bà nội mới mất đây thôi đó. Để tôi bật cái thước phim này ra tôi giới thiệu cho quý vị ngày tháng năm luôn để quý vị thấy là cái kênh YouTube Độ Tâm là nó quay cái trường hợp của là trời Phật thánh tiên. Đây. 3 tháng trước. 3 tháng trước cái này là nó quay là ngày 13 13 tháng 10 năm 2022 quý vị. Đây là cái thước phim mà kênh Độ Tâm Vlog đã đưa dì Sáu của Ven tới mà thăm ba của Ven là đúng là ngày 13 tháng 10 năm 2022, là cách đây khoảng hơn 3 tháng một xíu. Đó, và bây giờ cậu dì Sáu cũng đã khẳng định là nội của Ven còn sống mà. Nội của Ven còn sống chứ không phải nội của Ven đã mất. Đó, cho nên cái vấn đề đây thì chúng ta thấy một cái sự là cái như là bên đó nó đã có những cái gọi là cái như hơi bị là dẫn dắt dư luận tiếp đó quý vị. Đấy, một con mà nó thật sự bây giờ con của nó là đi phong sanh vô trong cái mái ấm tình thương. Cha của nó bây giờ sống trong cái chỗ bảo trợ xã hội. Còn bà nội nó thì cô ruột nuôi. Đó, đau bệnh yếu tất cả kiểu bắt đôi mắt mù lòa. Đó, cô ruột nuôi và kể như là khi mà cái bà nội đã mất nó cũng không có một lần để mà ghé dìa thắp bục nữa nha. Mà vẫn lên liên tục lên cộng đồng mạng gọi là phổ độ chúng sanh. Gọi là ngồi thiền để báo hiếu cho bà ngoại. Giờ cho gì xấu. Bà con thấy sự ba mỹ không? Và cái những cái thức phim mà nó phản cảm nhất là lúc nó vô chùa quý vị. Lúc vô chùa mà những thức phim gần đây đó. Đó, nó vô chùa cái nơi yên tĩnh thanh tịnh của người ta mà nó vô bắt đầu nó có những cái chiêu trò cũng gọi là cái như robot xét đá đó. Tới thật, nếu mà công an đã không mời nó tới để mà cái như là răn đe giáo dục đó thì bữa đấy là robot xét đá tới nó quậy banh cái chùa rồi. À, và đây là cái đoạn mà cô ruột của Ven đấy đã muốn nhắn gửi đến cộng đồng. Bà con trước khi nghe cái đoạn cô ruột á, thì nghe trước là cái đoạn mà đứa con của bà, đứa con của cô ruột của Ven á, là cái chia sẻ những cái vấn đề này lên cộng đồng mạng bà con theo dõi nghe. Vì tiếng người đồng bào đó, họ nói cả những cái là cái như là họ cũng không được rõ ràng lắm như quý vị. Quý vị hết sức thông cảm. À, tôi là con của người thứ ba. Tôi là con của người thứ ba là mẹ tôi. Cô nó. Cô quen mẹ tôi là em của em của ba nó, em ruột ba nó đó. Tôi là chị đó. Hồi đó nó cũng được lắm, bây giờ thì hồi từ bà hỏi nó man tới giờ nó hơi bị khùng rồi đó. Tôi rất là bức xúc tại vì tôi cho qua rồi. Tôi ráng nhịn nhọc rồi tôi thấy cho qua rồi. Mấy bữa trước tôi nằm chim bao tôi thấy một đi chùa tôi thấy một cái giếng rất là lớn rồi thấy ba vị Phật bay lên là tôi vô hỏi sư là sư nói có người gợi ý là cứu giùm là tôi biết là con nhỏ này nó làm vậy là ông bà bị tội rồi. Ông nội bà nội ở dưới là bị phạt rồi.
cô Củ Quyền là bị phạt rồi đó. Nhỏ này nó làm cái gì không biết suy nghĩ. Tôi nhắn nhủ nó vậy đó. Nói đi. Trước tiên là em chào Mạnh Thường Quân. Em có đôi lời nhắn nhủ với con quen. Từ nhỏ tới lớn là nó hồi mẹ nó còn sống á, thì nó có qua. Tới cái trận mà mẹ nó mất á, là nó không có qua thăm bà nội nó. Rồi nó không biết bà nội nó luôn. Rồi sau này á, nó nói cha nó là quánh mẹ nó tới chết. Nhưng thật chắc là mẹ nó say xỉn. Mẹ nó không ăn không uống mà mẹ nó nhậu xỉn rồi nằm bờ kè ta chết ngay chỗ đó luôn. Có ba đi nhận xác rồi ba về ba làm đám, nhưng mà ở trên đó bà sáu của bà con quen á rất là ghét cậu hai mình luôn á, con bà sáu đó đó, bà sáu đó đó khâm độc lắm. Du không nói cậu hai mình là quánh tới chết. Mình rất là bức xúc. Nhưng Mạnh Thường Quân nó đừng có nghe lời nó dụ dỗ nữa. Nó là không có bị hành căn khỉ móc gì hết trơn. Nó là em mình sao mình không biết. Nó từ nhỏ tới lớn sao mình không biết. Nó hả từ nhỏ hả bù lem bù lúc. Hả ta áo quần không quần nó ngủ bờ ngủ bụi mà sao mình không biết. Tại vì hồi đó mình có kêu nó qua bên nội ở đi, từ hồi lúc mà mẹ nó mất á, rất là lì lắm. Nó tự tung tự tác nó. Rồi bà nội mất á, không bao giờ nó qua là đốt một cây nhang nào hết. Ai nói nó lại đốt nhang cho bà nội. Bà nội nó không biết mặt nó làm sao luôn á. Chị em nó, ba chị em nó không có thằng nào mà qua hết trơn á. Tôi rất là bức xúc luôn á. Tại vì tôi thấy câu chuyện này không mấy, tôi làm nên tôi không có nói, tôi không có lên tiếng thôi. Tôi làm quá rồi. Con nhỏ này càng ngày nó càng lún sâu vô. Tôi có nằm chim bao nữa. Tôi nằm chim bao tôi thấy á, Củ Quyền thất tổ á, ở dưới bị chịu tội nữa. Tại nó làm vậy đó. Bởi vì ông nội bà nội ở đây chịu tội nè. Con quỷ con quen đó đó. Tôi rất là bức xúc. Tại vì tới vô năm này nè, tôi làm đám giỗ đặng cầu siêu cho ông nội bà nội đó. Để coi nó làm sao, nó có xuống đốt nhang một cây nhang nào không. Ba tôi cũng rất là bức xúc. Rồi ba tôi hả thấy mặt nó muốn tán bạc tay vậy, con quỷ đó đó. Cháu gì mà hỗn hào, không biết ai là gì hết trơn á. Hồi đó nó cũng được lắm. Từ hồi mà ngày nó bị hành căn khỉ móc gì á, nó mày nói dốc nói láo nói hả thôi. Và thấy không có được rồi. Nè ba tôi có vài lời nhắn nhủ cho Mạnh Thường Quân nè, cho Mạnh Thường Quân sáng con mắt. Mạnh Thường Quân u mê nó đó. Rồi sau này mới hối hận. À cho. Cho mình gửi lại hai ba câu nữa. Tại vì mình đang bức xúc. Nó hả không qua thăm ba nó. Mình rất là tức cái mình quá trời luôn rồi. Nó hả với bà sao hả đi quay ba nó hả đặng kiếm tiền, đặng kiếm chút chát, đặng người ta gửi tiền cho bà sáu giữ đó đó. Thật chắc là người ta có gửi tiền. Bà sáu giếm luôn. Rồi và cậu hai tôi á, tôi có vô thăm nữa. Rồi tôi nói á, không được cho ai quay nữa. Tôi rất là bức xúc. Rồi nói tại sao nó có nhà có cửa, tại sao nó không rước ba nó đi về ở vậy. Rồi con cái nó nữa. Nó tự chui ở đâu ra không biết nữa. Tao chui ở dưới đất lên quá, nó không có cha không có mẹ. Rồi cái thứ hai nữa. Cái thứ hai là thứ nhất là mẹ nó không có thờ, không mua cái bàn thờ về, nó không có thờ mẹ nó luôn, không có cầu siêu cho mẹ nó nữa. Làm con thì kỳ cục quá, cha mình mà không nhận nữa, nó chui từ cái cục đất lên rồi đó, không có cha nó sao có nó.
không có cha nó tạo ra rồi sao có nó còn vô khống cha nó, quánh mẹ nó tới chết. Tôi nói cho Mạnh Thường Quân nè nè, nó không biết tên mẹ gì hết trơn á, nó không có từng đi học một chữ nào hết trơn á. Từ hồi mẹ nó mất tới giờ nó được có hồi nhỏ xíu rồi, nó còn cỡ như là 4-5 tuổi à, nó có từ hồi lúc đó nó còn nhỏ nhỏ là mẹ nó dắt qua đây chơi. Bây giờ lớn rồi mẹ nó mất là nó không qua luôn, nó không biết nguồn gốc nó từ đâu luôn. Không biết bà nội nó luôn, không biết lẽ tham mà bà nội nó hả bị còm á, tới mù mắt mà nó đâu có biết. Nó có đâu có từng qua, hồi bà nội nó còn sống đâu có từng qua thăm một lần nào đâu. Mà nó nói qua thăm bà nội nó. À, nó nói qua đốt nhang, nó nói không sợ cái nghiệp báo, nó không sợ thục lưỡi nó. Tôi tức cái mình quá, tôi chạy tới nhà nó, tôi tán nó. Tôi sẽ gửi cho Mạnh Thường Quân nào mà u mê đó đó, cho sáng con mắt ra. À, thưa quý bà con, đó là những cái lời nhắn gửi của là con của người cô của Ven, nhắn gửi đến cộng đồng và nhắn gửi đến tất cả các Mạnh Thường Quân mà suốt những ngày vừa qua đó vẫn là đang kể như là tin tưởng, vẫn đang là kể như là bia, vẫn đang là cái cổ xí cho một con gọi là, thật sự quý vị, một con gọi là bất hiếu bất nghĩa đó, trong suốt những ngày vừa qua là ma mị cộng đồng mạng hết chiêu trò này đến chiêu trò khác. Và đến bây giờ đó, và đến bây giờ thì cái sự thật nó cũng đã quá rõ ràng đó, một kẻ gọi là cái như siêng ăn nhát làm đó, ngồi không muốn hưởng bắt vàng đấy quý vị. Mà có những người bây giờ vẫn còn nhảy vô để mà vô cổ xí đó, để mà cái như là bảo vệ, không biết là những người này bảo vệ một cái chi đấy. Tôi nghĩ rằng chắc những cái kẻ mà bây giờ còn nhảy vô giống như thằng hộ môn của thằng pháp sư đó, củ cái rồi đó đấy, với con Việt Đài đó, nhảy vô bảo vệ con Ven, đồng nghĩa là cái băng nhóm này quý vị nó đã có những cái gọi là cũng có ăn chia đâu đó. Đó chứ còn không có ăn chia cái loại đây mà nó thật sự ra cảnh báo xã hội, con người ta còn chửi mà cứ lên cộng đồng mạng cứ là cái bảo vệ cho con Ven. Mà tôi hỏi bây giờ cái gia đình của người ta đã lên tiếng như thế rồi đấy, thì bảo vệ cái chi đó.